những sinh vật biển đáng sợ thực sự tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dương là nơi đáng sợ nhất trên trái đất. 95% trong số đó chưa được khám phá. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mỗi năm, những sinh vật đáng sợ mới đã được phát hiện và ghi lại trên máy ảnh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những sinh vật đáng sợ nhất sống ở vùng biển trên trái đất. Từ loài sứa khiến bạn muốn tự kết liễu đời mình, cho đến những sinh vật hình người mà các nhà khoa học không thể giải thích. Chắc chắn, chúng sẽ làm bạn ngạc nhiên đến sợ hãi đấy. Nijin, quái vật biển hình người. Sinh vật biển đáng sợ đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là Nijin. Nó được tìm thấy ở vùng nước băng giá, gần các đại dương Nhật Bản và cận Nam Cực. Nijin rất hiếm. Chúng là những loài thủy sinh hình người nhưng giống cá voi và có màu trắng hoàn toàn. Một số người cho rằng chúng là loài khỉ chưa được khám phá, có khả năng thở dưới nước. Đôi khi người Nijin dường như có câu chuyện về nàng tiên cá hoặc những chiếc vây khác trên cơ thể. Trong khi những người khác cho biết họ có hai chân sau giúp họ có thể đi lại trên cạn. Ngoài ra, chúng được miêu tả là có mắt và miệng, nhưng không có đặc điểm nào khác trên khuôn mặt. Trong những năm qua, đã có nhiều cảnh tượng và hình ảnh lừa bịp được coi là sản phẩm của Photoshop để đánh lừa cư dân mạng nhằm thu hút sự chú ý. Năm 2007, một nhà khoa học người Nhật đã chia sẻ về một con quái vật do chính mắt ông nhìn thấy. Ông cho biết bản thân đã nhìn thấy một sinh vật bí ẩn dưới đáy đại dương tại Nam Cực. Nó có màu trắng, dài tới 30 mét, mang thân hình của một loài cá, nhưng có hai tay giống như người. Dù chỉ kịp quan sát trong khoảnh khắc, nhưng sau đó, ông vẫn đưa câu chuyện ra thảo luận cùng các nhà khoa học khác. Tất nhiên, mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Cho đến năm 2010, thái độ tất cả mọi người đã thay đổi kể từ khi có một đoạn video kỳ lạ xuất hiện. Các nhà nghiên cứu cá voi Nhật Bản gọi đây là video về Nijin có sức thuyết phục nhất từ trước đến nay. Đoạn video được quay ở vùng biển Bắc Cực và do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển Trái Đất Nhật Bản cung cấp. Máy ảnh cho thấy rõ một sinh vật to lớn với các đường nét tròn trịa. Nó có một nụ cười đáng ngại và đôi mắt to, trắng sáng. Lúc đầu, một số người cho rằng đây có thể là một loài cá voi mới. Nhưng theo các nhà sinh vật biển, không có loài cá voi nào trông giống như thế này. Nghĩa là đây có thể là loài gần nhất mà con người từng tiếp cận với Nijin. Lý do chính khiến thông tin về Nijin bị hạn chế là vì vị trí xa xôi mà chúng sống. Có nghĩa là sẽ rất tốn kém nếu thực hiện một chuyến đi chỉ với hy vọng nhìn thấy một lần. Mặc dù cũng có tin đồn rằng chính phủ Nhật Bản đang theo dõi các bài đăng và hình ảnh của Nijin trên Internet và cố gắng xóa chúng đi không một dấu vết. Loài sứa nhỏ bé nhưng có thể hạ gục cả tàu sân bay Mỹ. Quái vật Nijin trông thật đáng ngại, nhưng chúng chẳng là gì so với loài sứa nhỏ bé này. Nếu bạn nghĩ sinh vật biển phải khổng lồ mới đáng sợ, thì hãy chú ý những điều chúng tôi sắp nói sau đây. Nhiều người đã nói rằng loài sứa này là động vật đáng sợ nhất hành tinh. Nguyên nhân là vì nó có thể khiến bạn có ý định tự tử. Sứa Irukandi được tìm thấy ở Úc. Nếu bạn bị một trong những thứ này đốt, thì nó sẽ không đau lắm, nhưng nó sẽ để lại cho bạn cảm giác về sự diệt vong sắp xảy ra. Và nó cũng sẽ khiến bạn muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Trong tối đa 2 tuần, những người bị sứa Irukandi đốt đã tự kết liễu đời mình. Con sứa có đường kính chỉ 1 cm và đó chính là điều khiến nó trở nên đáng sợ. Nếu bạn bị một trong những thứ này đốt, bạn thậm chí có thể không biết. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu người đã tự kết liễu đời mình mà thậm chí không biết rằng nguyên nhân là do một con sứa. Mặc dù sứa Irukandi là loài độc nhất hành tinh, nhưng nhiều người không bao giờ thấy nó. Nọc độc của nó tệ hơn rắn hổ mang hàng trăm lần.
và tệ hơn rắn Tarantula 1.000 lần. Một số người đã sống sót sau những vết đốt này, nhưng nhìn những vết sẹo của họ khiến người ta không bao giờ muốn xuống biển nữa. Nếu bạn có ý định đến Úc để chơi, nếu có thể, hãy tránh xa những bãi biển. Loài sứa này tác động đến cơ thể con người rất nhanh. Đôi khi có người đang bơi và bị loài sứa này đốt, sau đó họ mất kiểm soát cơ thể và chìm dưới nước, chết đuối. Điển hình như trường hợp của hai du khách người Pháp đã trải qua cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột khi đang thực hiện tour lặn dưới nước của mình. Bác sĩ tim mạch cho rằng rất có thể hai nạn nhân này đã bị loài sứa Irukandi tấn công, dẫn đến đau tim thất thường như thế. Thi thể của Jacques Coron, 76 tuổi, và Daniel Frank, 74 tuổi, được phát hiện trôi nổi trên mặt nước tại Marcomus Cay chỉ trong vòng vài phút sau khi cả hai thực hiện chuyến lặn vào sáng thứ Tư. Cái chết của hai du khách này đang được tiến hành điều tra. Cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn trước mặt người thân gia đình và những du khách khác cũng có mặt tại The Great Barrier. Mọi người bảo rằng họ chết là do cơn đau tim, nhưng bác sĩ tim mạch Rod Walker thì khẳng định rằng có nhân tố bên ngoài tác động. Vì không thể nào hai người họ lại lên cơn đau tim cùng một lúc như thế. Sứa Irukandi nguy hiểm là thế, nhưng chắc chắn rằng sinh vật biển tiếp theo đây còn có thể gây ra nhiều đau đớn hơn nữa. Loài ký sinh trùng chuyên ăn lưỡi ghê gớm nhất hành tinh. Sinh vật dưới nước này thực sự là những cơn ác mộng kinh hoàng của các sinh vật khác dưới vùng biển sâu. Loài giận ăn lưỡi có thể đoạt quán quân về độ rùng rợn trong số những loài ký sinh trùng trên trái đất. Chúng có lối sống khá kỳ dị cùng khả năng ăn lưỡi vật chủ. Sinh vật này xâm nhập vào cá qua mang, bám vào chúng cho đến khi trưởng thành. Lúc này, chúng sẽ chuyển giới tính từ đực sang cái. Khi quá trình này hoàn tất, ký sinh trùng bắt đầu tìm đường đến miệng cá. Tại đây, nó bám chặt vào lưỡi của cá bằng những gai nhọn hoắt ở chân và bắt đầu hút máu điên cuồng. Sau một thời gian, các mạch máu của cá tại khu vực này không thể đáp ứng nhu cầu từ ký sinh trùng. Cuối cùng, lưỡi của cá sẽ bị thiếu máu, dẫn tới hoại tử và rụng mất. Lúc này, một quá trình kinh hoàng sẽ diễn ra khi con giận ăn lưỡi trở thành vật thay thế cho lưỡi cá, giống như một bộ phận giả. Theo nghĩa đen, nó sống trong miệng nạn nhân và ăn hết thức ăn của vật chủ. Được biết, Simado Extigua là sinh vật duy nhất trên trái đất có thể thay thế toàn bộ cơ quan của vật chủ mà không khiến vật chủ bị chết trong quá trình này. Sau khi thay thế lưỡi của vật chủ, giận bám vĩnh viễn vào gốc của lưỡi, đóng vai trò như một chiếc lưỡi sống của cá để tiếp tục hút lấy chất dinh dưỡng, gồm chất nhầy và máu mà chúng tìm thấy trong miệng cá. Cũng tại đây, chúng chờ đợi một ký sinh trùng giới tính đực khác xâm nhập qua mang cá để bắt đầu quá trình giao phối và sinh ra một loạt ký sinh trùng mới. Thứ này thực sự trông giống như một con quái vật trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Nó được tìm thấy ngoài khơi bờ biển California cho đến tận bờ biển Ecuador. Ngoài ra, chúng cũng được tìm thấy ở Đại Tây Dương. Hãy tưởng tượng có một cái lưỡi có mắt và chân. Và điều đáng sợ là giận ăn lưỡi lại làm điều này nhiều lần. Khi vật chủ của chúng chết, chúng sẽ tìm thấy một nạn nhân mới và sau đó trở thành lưỡi của nạn nhân đó. Loài giận này từng là lý do để người ta đâm đơn kiện một chuỗi siêu thị lớn ở Puerto Rico, vì nhiều con cá hồng ở đây được phát hiện bị giận ăn lưỡi sống ký sinh trong miệng. Những người khởi kiện nói rằng họ bị ngộ độc sau khi ăn nhầm phải thịt giận. Tuy nhiên, đơn kiện đã bị bác bỏ với lý do giận ăn lưỡi không gây độc với con người. Sau cùng, điều mà bạn cảm thấy may mắn là chúng không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con người, kể cả khi bạn vô tình ăn phải chúng khi đã nấu chín. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang một sinh vật đáng sợ huyền thoại được tìm thấy ở vùng biển Nhật Bản. Nhà sư đi biển hay những nhà tu biển cả? Nếu quái vật hồ Loch Ness chính là đại diện cho loài thủy quái khổng lồ, kẻ thù của những người đi biển ở Scotland,
thì đến Nhật, người ta biết đến thủy quái đầu trọc Umibozu, xuất hiện trong văn hóa dân gian Nhật Bản từ hàng ngàn năm nay. Thủy quái khổng lồ Umibozu được xem là nhân vật có kích thước lớn nhất, đáng sợ nhất các vùng biển Nhật Bản. Đây là hồn ma trong truyền thuyết Nhật Bản. Tên gọi của loài quái vật đã phần nào thể hiện ngoại hình của chúng. Trong tiếng Nhật, Umi có nghĩa là biển, còn Bozu là nhà sư. Umibozu hay còn gọi là nhà sư đi biển là một linh hồn có cái đầu to tròn, nhẵn bóng, giống hệt kiểu đầu chọc của các nhà sư. Tương truyền rằng loài thủy quái này chỉ có nửa thân trên, màu xám đen với các chi mềm oặt, lòng thòng buông thõng như vòi bạch tuộc. Nhiều tin đồn cho rằng Umibozu là hiện thân của những linh hồn thầy tu chết đuối ở biển. Nhiều người khác lại cho rằng chúng là những người đã chết nhưng mộ phần không có ai chăm sóc, do đó mò ra biển để chờ dịp trả thù loài người. Umibozu chính là nỗi ám ảnh của những ngư dân. Bình thường chúng chỉ sống trong vùng nước riêng của mình và gần như vô hại. Nhưng nếu bạn đã lỡ vi phạm địa bàn của chúng, hậu quả dành cho bạn sẽ rất tàn khốc. Bằng thân hình to lớn, Umibozu sẽ lật úp nhấn chìm con thuyền bé nhỏ của bạn. Không những thế, khi nổi giận, Umibozu sẽ yêu cầu thủy thủ đoàn cung cấp cho nó một cái thùng rượu lớn để đổ nước dìm chết họ. Để đề phòng thảm họa này, người ta khuyên nên lừa con thủy quái này bằng cách đưa cho nó một cái thùng không đáy. Nhiều ngư dân đã nhìn thấy chúng trong nhiều năm và được cho là đôi khi làm lật úp tàu thuyền. Một số người tin rằng Umibozu chỉ đơn giản là những con mực khổng lồ. Nhưng nhiều ngư dân Nhật Bản thề rằng đó không phải là những gì họ nhìn thấy. Umibozu được cho là lớn hơn và khỏe hơn nhiều. Một số người thậm chí còn so sánh chúng với Sete Hauhu, một con mực khổng lồ trong thần thoại làm lật úp tàu. Humanoid, quái vật hình người không xác định. Nếu bạn nghĩ Umibozu là loài hình người dưới nước đáng sợ nhất thì bạn đã nhầm. Hãy xem phần tiếp theo của video này được quay từ bên trong một chiếc tàu ngầm. Chiếc tàu ngầm đang ẩn nấp dưới biển Greenland. Phi hành đoàn đang nhìn vào một đàn cá phía trên họ, nhưng đằng sau họ có một sinh vật hiếm hơn và đáng sợ hơn nhiều. Như bạn có thể thấy, một bàn tay có màng lớn đập mạnh vào cửa sổ tàu ngầm. Bàn tay dường như lớn hơn bàn tay con người khoảng 5 lần, nhưng lại có 5 ngón tay. Cho thấy đây có thể là một dạng hình người nào đó. Sinh vật hình người sau đó dường như bơi đi, khiến thủy thủ đoàn tàu ngầm hoàn toàn choáng váng và sợ hãi. Bạn có thể đã bỏ lỡ nó, nhưng có một khung hình có thể nhìn thấy đầu của sinh vật này. Bằng cách sử dụng AI, chúng tôi đã cải thiện điều này để các bạn có thể nhìn nó rõ hơn. Loài vật không xác định này trông không giống bất kỳ sinh vật biển nào mà chúng ta đã biết. Nhưng dù đây là gì đi nữa thì nó cũng không phải là sinh vật duy nhất chưa được xác định danh tính sống ở vùng biển của chúng ta. Bạn có đoán được nó là gì không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé! Ma cà rồng đến từ địa ngục, quái vật sống 900 mét dưới đáy biển. Loài mực hiếm gặp này là một trong những sinh vật quỷ dị và đáng sợ nhất từng được các nhà khoa học phát hiện dưới đáy biển sâu. Khi nghĩ về những sinh vật dưới đáy biển sâu, chúng ta thường hình dung ra những sinh vật kỳ lạ và đáng sợ. Đó là những loài cá, động vật thân mềm, chân đốt, có những đôi mắt to để nhìn trong bóng đêm và hàm răng lởm chởm. Tuy nhiên, ngay cả khi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những sinh vật lạ đó, chúng ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng, khiếp sợ trước vẻ ngoài của Vampyr rotulus helnulus, mực ma cà rồng từ địa ngục. Cụ thể, loài động vật này có đôi mắt xanh lam nhạt, trông vô cùng quỷ dị. Ngoài ra, trong khi các loài mực, bạch tuộc khác thường có nhiều giác mút dưới các xúc tu, thì mực ma cà rồng từ địa ngục lại sở hữu những chiếc gai nhọn có tác dụng hù dọa kẻ thù. Theo đó, khi chạm mặt với những động vật ăn thịt nguy hiểm khác,
chúng sẽ lộn ngược các xúc tu của mình lên đầu. Điều này giúp mực Macaron từ địa ngục trông như một quả cầu gai, khiến kẻ săn mồi không dám tấn công. Đáng chú ý, dù nghe tên rất đáng sợ, nhưng thức ăn chủ yếu của mực Macaron từ địa ngục chỉ là xác thối, các mảnh vụn thịt của các loài động vật khác. Đồng thời, khu vực sinh sống của chúng nằm dưới đáy đại dương, cách mặt nước khoảng 600 đến 900 mét, nơi có lượng oxy bão hòa chỉ còn 3%. Cá trình bồ nông. Đây là loài cá bí ẩn sống dưới biển sâu ở vùng nhiệt đới và ôn đới trên khắp thế giới. Chúng ưa sống ở độ sâu từ 500 đến 3.000 mét. Một đặc điểm thú vị nhất về loài này là chiếc miệng rộng khổng lồ giống cái sẻng, có thể mở ra ở góc 90 độ. Điều đó cho phép cá trình nuốt chửng con mồi lớn hơn cơ thể chúng. Ngoài ra, chúng còn có dạ dày có thể kéo căng để chứa lượng thức ăn tương đối lớn. Khi cá trình bồ nông phát hiện con mồi tiềm năng, chúng sẽ phồng miệng giống như quả bóng, tạo thành hình túi, đóng vai trò như chiếc lưới, giúp thu gom thức ăn như động vật giáp xác nhỏ, mực hoặc thậm chí tảo biển. Phần miệng to chiếm khoảng 1/4 chiều dài cơ thể cá trình là một đặc điểm thích nghi, hữu ích khi kiếm ăn trong môi trường tương đối ít con mồi. Với chiều dài hơn 1 mét, tên gọi của chúng đến từ chính khả năng mở rộng miệng đặc biệt này. Những đặc điểm khác của cá trình bồ nông là đôi mắt nhỏ và cơ quan phát quang sinh học ở chóp đuôi. Cơ quan phát quang tạo ra ánh sáng màu hồng có chớp đỏ, có thể giúp cá trình thu hút con mồi, đặc biệt khi chúng không phải loài bơi lội hiệu quả và không thể dựa vào thị lực với đôi mắt nhỏ như vậy. Nhiều khả năng, chúng thường nương theo dòng hải lưu trôi dạt và nán lại ở độ sâu và môi trường ưa thích. Do sống trong môi trường biển sâu khó tiếp cận, cá trình bồ nông rất hiếm gặp nhưng vẫn bị đe dọa bởi hoạt động của con người, bao gồm ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu tới nguồn thức ăn và nhiệt độ môi trường. Một mối đe dọa khác mà chúng có thể đối mặt trong tương lai là hoạt động đánh bắt cá. Cá mũi mác. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một sinh vật biển đáng sợ mà rất nhiều người kinh hãi khi nghe thấy. Cá mũi mác. Cá lưỡi mác hay còn gọi là cá lưỡi cưa rất hiếm và sống ở đại dương. Nhưng vào năm 2014, một trong những con cá này đã giạt vào Bắc Carolina. Loài cá rất khổng lồ với những chiếc răng nanh to lớn sắc nhọn. Điều đáng sợ ở loài cá mũi mác là chúng không ngần ngại săn những con cá mũi mác đồng loại khác. Chúng nổi tiếng vì đã cướp đi sinh mạng của anh chị em ruột, anh chị em họ và thậm chí là cả cha mẹ của họ. Có thể nói rằng loài cá ăn thịt người này rất nguy hiểm và cực kỳ máu lạnh, đúng không nào? Tiếp theo là bí ẩn của Carpzilla. Vào năm 2014, người ta đã ghi nhận trường hợp nhìn thấy một con cua khổng lồ dài 15 mét ở Anh. Nó rõ ràng đã được nhìn thấy ở Whitstable, ngoài khơi bờ biển Kent. Một số cậu bé đi bắt cua đã báo lại, thậm chí con cua khổng lồ còn được con người báo cáo. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhìn lại một bí ẩn biển vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng chết chóc trên Google Maps. Việc này lúc đó đã được rất nhiều báo chí đưa tin, nhưng đến nay bản án vẫn chưa được đưa ra. Con cua không còn ở đó nữa, nhưng hình ảnh vệ tinh dường như khớp với báo cáo của nhiều người dân địa phương. Bạn nghĩ sao về điều này? Liệu Carpzilla có thật hay không? Động vật biển đột biến. Hãy xem đoạn phim rất bí ẩn này về một chiếc đĩa trong nước. Điều này đã được ghi lại bởi Thomas Wow. Anh ấy có vẻ bối rối khi nhìn thấy một đĩa thở lớn. Tôi nghĩ nó còn sống. Tôi không biết nó là gì. Điều này được quay ở Goderich, Ontario, Canada. Rõ ràng, đây là gần một nhà máy điện hạt nhân địa phương, nên có thể đây là một loài cá hoặc động vật biển đột biến nào đó. Nó chắc chắn dường như đang thở, cho thấy nó còn sống. Thomas ném một vật gì đó xuống nước, nhưng vật tròn đó không chuyển động. Có lẽ nó không thể làm được.
Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là không sợ hãi. Bạn nghĩ điều này có thể là gì? Giờ là lúc để bạn cất lên tiếng nói của mình. Theo bạn, sinh vật biển đáng sợ nhất trong video này là loài nào? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu bạn muốn xem nhiều video hay và thú vị về những hành trình khám phá thế giới, hãy đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Như mọi khi, Vũ trụ TV cảm ơn các bạn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.